cả các bạn nha. Thì hôm nay mình cho các bạn xem cái hiệu quả của sau khi mình phun thuốc các bạn, rửa bông xoài cách nay 5 ngày các bạn, hết ngày nay là mới 5 ngày nha các bạn. Thì mình chưa có phun cử kế tiếp nữa các bạn. Thì hôm nay mình cho các bạn xem lại cái tình hình giai đoạn bông của mình hiện tại nha. Thì cử rồi cách nay cũng 4-5 ngày gì đó, mình cũng có làm video chia sẻ cho các bạn thấy đó, tất cả các dòng thuốc mình áp dụng sử dụng nha, dùng để rửa bông trong giai đoạn mưa nhiều các bạn, đánh giá được cái hiệu quả của nó như thế nào nha các bạn. Bông này quá là lên hột luôn các bạn ơi. Mình thấy là rất là hiệu quả nha các bạn. Thì cử rồi mình sử dụng các dùng thuốc đó, mình thấy khá là ok đây các bạn. Như trên màn hình các bạn thấy đây. Các bạn thấy cái tình hình bông như vậy diễn biến rất là tốt các bạn. Đây các bạn thấy rất là hợp luôn nha. Đây các bạn, rất là tuyệt luôn. Bông mình thấy rất là sáng đẹp nha các bạn. Thì mình cho các bạn xem để các bạn thấy được cái hiệu quả của tất cả dòng thuốc nha. Mình sử dụng trong thời tiết mưa bão nhiều các bạn. Thì thời tiết mưa nhiều á, mà nếu mà chúng ta sử dụng những dòng thuốc thông thường các bạn thì không thể nào chống lại các bạn ơi. Nó sẽ gây khô và đen bông của nó hư hoàn toàn nha. Đây các bạn, bông rất là đẹp luôn, mà tình hình hột chọi đây các bạn thấy đây, rất là tốt các bạn ơi. Thì mình cho các bạn xem để mình khẳng định lại tất cả dòng thuốc để các bạn thấy được cái hiệu quả của nó, mà để các bạn tìm hiểu mà để sử dụng cho nó đạt hiệu quả thôi các bạn. Thì nếu các bạn nào có theo dõi kênh mình thường thì các bạn biết rồi nha, chia sẻ rất là rõ ràng rành mạch các bạn, có lý thuyết, có thực hành và có cái kết quả sáng tỏ nha, cho các bạn tìm hiểu các bạn ơi. Để mình cho các bạn xem thêm để các bạn khẳng định được cái hiệu quả của nó nha các bạn. Các bạn thấy này, bông rất là đẹp luôn các bạn. Đây những bông mà nó hơi gám gám mà các bạn thấy hột nó lên đây các bạn. Đây, cho các bạn thấy thực tế đây. Tình hình rất là tốt luôn các bạn ơi. Các bạn thấy nè, bông này chỉ mới nở thôi, các bạn thấy bông này nở nó đâu có được bao nhiêu phần trăm đâu đúng không các bạn, mà các bạn thấy hột nè. Rất là ok nha các bạn. Bông thì sáng đẹp. Đây các bạn, mình làm cái video này để các bạn thấy được cái hiệu quả của nó, để các bạn mà sử dụng các bạn ơi, thật sự nha các bạn, rất là hiệu quả. Đây các bạn thấy đây, thì mấy ngày nay thì các bạn cũng biết rồi, cái thời tiết mưa gió rất là nhiều nha, mưa đêm một ngày 2-3-4 cây mưa các bạn, không ngày nào không có nha, chỉ có ngày hôm qua với hôm nay là nó ít mưa thôi các bạn. Quá là tuyệt các bạn ơi, mà bông mình là thấy rất là sáng đẹp. Hột lên rất là mạnh luôn chứ không phải là tạm được nữa các bạn. Các bạn thấy đây, các bạn xem từ trên xuống dưới đây. Quá là ok các bạn ơi. Thì mình thường hay nói với các bạn đó, thì cái những cái dòng thuốc nào á mình đã áp dụng qua
mình khẳng định cái hiệu quả của nó, và mình cho các bạn xem cái hiệu quả thực tế như thế này thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không sử dụng các bạn. Quá là ok luôn các bạn ơi. Bông rất là sáng đẹp mà hột nhìn thấy mắt mê luôn các bạn. Các bạn thấy đây. Đây các bạn. Thôi, quá là tuyệt vời rồi các bạn ơi. Không còn gì mà phải đắn đo suy nghĩ nữa các bạn ơi. Đây, các bạn thấy đây. Bông vừa hơ gám thôi các bạn, mà các bạn thấy hộp nè. Mình xin nhắc lại tất cả dòng thuốc mình phun rửa bông cho giai đoạn mưa bão cách nay hết ngày nay mới được 5 ngày nha các bạn. Thì các dòng thuốc mình áp dụng là cái dòng thuốc bột thứ nhất là Robin Tâm Nông nha. Cái dòng thuốc nước là Wintop hoặc là Atop Super. Thì những dòng thuốc đó các bạn sử dụng luân phiên với nhau rất là hiệu quả các bạn. Và cái dòng thuốc cực kỳ quan trọng là cái dòng DKM49 dạng nước các bạn, là dòng thuốc mới nha, mình mới sử dụng lần đầu tiên. Nhưng mà sau phun xịt được 4-5 ngày mình thấy nó hiệu quả rất là rõ rệt. Thì các bạn cũng biết rồi, cái thời tiết hiện tại mưa gió rất là nhiều nha. Nhưng mà cái giai đoạn xoài mình như thế này các bạn thấy đây, rất là hiệu quả, rất là tốt luôn các bạn. Rồi kết hợp với cái vấn đề ngừa bọ chỉ nhẹ các bạn, thì 50cc cái thằng Imida nha, hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Vấn đề mưa gió nhiều các bạn, vấn đề bọ chỉ thì không đáng kể, nhưng mà mình chỉ phun phòng thôi. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn thấy bông nè, quá là đẹp luôn. Đây các bạn, bông này mới vừa nở đây các bạn, hơi gấm gám thôi mà các bạn nhìn thấy hột nè. Các bạn thấy nè, những bông như thế này mà 4-5 ngày sau nữa là mình bảo đảm các bạn là trái nó có thể là bằng đầu đũa không ăn luôn các bạn. Các bạn thấy nè, những hột nó đang chồi lên đây các bạn. Rồi các bạn ơi, thì mình cho các bạn xem cái hiệu quả, cái sử dụng phun xịt của mình, cái cử phun xịt của mình cách nay hết ngày nay là 5 ngày các bạn ơi. Mình thấy đánh giá là rất là hiệu quả nha các bạn. Sử dụng trong thời tiết mưa bão nhiều nha, tất cả các dòng thuốc nha các bạn. Thì các bạn nếu mà cần thiết á, các bạn không nhớ thì nữa mình để cái link video đó dưới phần mô tả nha. Các bạn xuống cái phần mô tả đó, các bạn click vào xem nha các bạn, để các bạn thấy xem lại cái video đó, để các bạn nắm lại tất cả các dòng thuốc đó. Nếu là cần thiết nha thì các bạn cứ vận dụng áp dụng cho nó đạt hiệu quả các bạn. Đây các bạn thấy đây, bông mới nở thôi mà các bạn thấy nè, trên cái đà rất là tốt luôn các bạn. Quá là tuyệt vời các bạn ơi. Các bạn thấy đây, cái bông có một tí xíu thôi các bạn, mà các bạn thấy nó chọi hộp này các bạn. Mà đặc biệt cái là hột rất là sáng đẹp luôn nha, chứ không phải là bị lem đâu các bạn. Các bạn nhìn kỹ đây. Rồi thì các bạn thấy cái thông tin này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.